Chào mừng các bạn đã quay trở lại Mango TV. Và đây là video mình sẽ so sánh một chút Android 6.0 trên Galaxy Note 4 và Android 5.1.1 cũng trên Galaxy Note 4 luôn. Hai phiên bản này thì có gì mới, 6.0 thì có gì mới và có gì khác với 5.1.1, cải thiện điều gì hay là có cải tiến tính năng nào, thêm tính năng nào không, thì video này mình sẽ nói ở trong phần nội dung video. Hiện tại thì tất cả các phiên bản Note 4 đều có thể lên được Android 6.0, từ phiên bản Hàn, phiên bản Mỹ đều có thể lên được. Hiện tại thì khi mà các bạn lên Android 6.0 trên những chiếc Galaxy Note 4 thì các bạn vẫn có thể xuống được 5.1 cách chạy ROM gốc luôn. Tuy nhiên thì ở sau này thì có thể là Samsung sẽ khóa lại phiên bản đó, cũng giống như là hiện tại thì Samsung đã khóa lại phiên bản Android 5.0. Có hai cách để về được 5.1.1, đó là up ROM gốc và sử dụng ROM cũ. Thì ROM cũ thì lúc nào các bạn có thể xuống được. Còn ROM gốc thì ngoại trừ trường hợp mà Samsung khóa đăng ký, khóa các bạn hạ cấp xuống thì chúng ta sẽ không thể thực hiện được. Còn lại chúng ta cũng có thể thực hiện được bình thường. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói về Android 6.0 trên những chiếc Galaxy Note 4. Thực tế ra thì không có nhiều thay đổi trên những chiếc Note 4 chạy 6.0 hay là 5.1.1. Có một vài điểm thay đổi chính ở trên giao diện, ví dụ như là thanh thoa trạng thái khi mà các bạn vuốt xuống. Thì ở trên Note 5 và Galaxy S6, cái phần thông báo trạng thái này nó sẽ là màu trắng. Tuy nhiên thì ở trên Note 4 thì kể cả 6.0 hay 5.1.1 nó sẽ đều là cái giao diện cũ. Cá nhân mình thấy là nó không được đẹp cho lắm, không được đẹp như là S6 hay là Note 5. Ngoài ra thì cả phiên bản 6.0 hay là 5.1.1 đều có số lượng app Hàn nó cũng tương tự nhau, khá là ít. Ít hơn rất nhiều so với các phiên bản cũ trước của Note 4, ví dụ như là 4.4.4, 4.4, khá là nhiều app Hàn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có các cái icon được bo tròn trông rất là giống với lại giao diện của Galaxy Note 5. Điều này khác biệt hoàn toàn so với chiếc Note 4 đang sử dụng giao diện của 5.1.1. Cảm giác nhìn nó rất là thoải mái, dễ chịu hơn rất là nhiều. Do sử dụng các cái góc bo tròn và hình icon ở đầu bộ trông nhìn nó không lộn xộn. Điều này thì Apple làm rất tốt với iOS khi mà tất cả các cái icon đều có cái thiết kế bo tròn rất là đặc trưng. Và một trong hai điểm cải tiến đáng khen nhất trên những chiếc Galaxy Note 4 chạy Android 6.0 đó là trình quản lý đa nhiệm hoạt động khá là tốt. Mặc dù là lượng RAM trống của Android 6.0 trên Note 4 không nhiều bằng 5.1.1, ở trên 6.0 thì hệ điều hành Android sẽ chiếm 1.8GB RAM để chạy các cái ứng dụng chạy nền của Samsung, ví dụ như là các ứng dụng, ví dụ nhắn tin hay là nghe nhạc, ví dụ như là gọi điện thoại, tất cả các cái đó đều là ứng dụng. Và ứng dụng chạy ngầm để khi các bạn mở thì nó sẽ phản hồi tức thì luôn. Ở trên những chiếc điện thoại Samsung thì họ chạy rất là nhiều ứng dụng loại này. Thế nên là khi mà các bạn sử dụng thì các bạn có thể thấy là cái lượng RAM trống nó sẽ ít hơn tất cả các hãng khác. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng thì nó sẽ mượt mà, nó sẽ đem lại cái tốc độ tốt nhất cho các bạn khi mà các bạn sử dụng. Đương nhiên là việc sử dụng quá nhiều RAM để chạy những cái ứng dụng chạy nền như thế thì nó sẽ làm thời lượng pin của bạn rút ngắn đi một chút, nhưng mà có sao đâu, Note mà. Ok, quên mất phần quản lý đa nhiệm. Thì ở trên những chiếc Galaxy Note 4 chạy 6.0 thì có trình quản lý đa nhiệm nó tốt hơn. Khi mà các bạn sử dụng để chơi game hay là vừa chơi game vừa lướt web hay là vừa nhắn tin thì khi mà các bạn mở lại những ứng dụng đó, nó sẽ bớt phải lướt lại ứng dụng đó, ví dụ như là game, các bạn đang chơi game, các bạn thoát ra nhắn tin, thoát ra lướt web hoặc là tìm kiếm thông tin gì đó, thì khi các bạn quay lại game thì các bạn sẽ đỡ phải lướt lại game hơn. Tốc độ vào ứng dụng của Galaxy Note 4 chạy 6.0 cũng nhanh hơn một chút, chứng tỏ là bản 6.0 này đã được cải tiến tối ưu hiệu năng rất là tốt. Và điểm cải tiến hay ho cuối cùng đó là tính năng chụp cuộn trang của Galaxy Note 5 đã được cập nhật ở trên phiên bản 6.0 của Galaxy Note 4. Rất tiếc là chúng ta không có cái tính năng mà mình cho là hay ho nhất ở trên chiếc Note 5, đó là rút bút ra thì chúng ta có thể viết ngay lên bút, viết ngay lên trên màn hình này. Tuy nhiên thì nó không có trên Note 4 và chúng ta vẫn có thể sử dụng tính năng đó với điều kiện là chúng ta sẽ phải sử dụng ROM cũ, root máy các kiểu. Ok, vậy đó là một vài điểm khác biệt của Galaxy Note 4 6.0 và Galaxy Note 4 5.1.1. Vậy tóm lại là có nên nâng cấp hay không? Đương nhiên là các bạn nên nâng cấp rồi. Chúng ta có hiệu năng tốt hơn, chúng ta có quản lý RAM tốt hơn, chúng ta có một vài tính năng mới hơn và đương nhiên là giao diện cũng được cải tiến hơn một chút so với lại 5.1.1. Có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn có thể bình luận xuống bên dưới. Đừng quên đăng ký theo dõi Mango TV. Xin chào và hẹn gặp lại.